mọi người hay bị hiểu lầm nhất đó chính là một tấm da của con vật đem về xử lý thuộc nhuộm và sau đó đem vào sản xuất luôn nhưng thực tế thì không phải vậy Chào mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của anh Rùa Và hôm nay anh Rùa sẽ tiếp tục phần 2 của video phân biệt các loại da phổ biến cho dạy Tây Nam Thì ở phần trước anh Rùa đã nói về các loại da của các con vật mà hay dùng cho dạy Tây Nam Thì phần này anh Rùa sẽ tập trung vào cái tính chất và đặc tính của từng loại da Thì nó có hơi nhiều thông tin và phức tạp một xíu mọi người tập trung lắng nghe nha Thông thường thì anh Rùa thấy là mọi người hay bị hiểu lầm nhất đó chính là một tấm da của con vật đem về xử lý thuộc nhuộm và sau đó đem vào sản xuất luôn nhưng thực tế thì không phải vậy tại vì một tấm da rất là dày sẽ được chia làm nhiều phần như hình minh họa thì lớp biểu bì trên cùng của con vật có bề mặt chân láng với cấu trúc bền chặt nhất sẽ được dùng để làm da trơn da trơn smooth leather thì trong phần da chân á, chúng ta sẽ chia ra các bề mặt da khác nhau. Tại thứ nhất là bề mặt da chân, chân đáng tự nhiên như thế này thì chúng ta sẽ dùng cho quy trình spa da chân bình thường. Thứ hai là da scostrain hay còn được biết tới cái tên là Pepper Rain, được phát triển tại Scotland. Gọi cho dễ hình dung á thì nó là da hạt, vẫn là da chân nha mọi người. Nhưng mà tùy vào cách xử lý để cho ra hiệu ứng hạt nó rõ trên bề mặt như thế này. Da Pepper có khả năng chịu được thời tiết tốt hơn những loại da khác, ít chày, ít thấm nước và ít nhăn ở phần mua dày. Do Pepper cũng là da trơn nên chúng ta vẫn dùng quy trình chăm sóc cho da trơn bình thường. Tiếp theo là da Pull -up. Da Pull -up đã được nhuộm màu bằng phương pháp nhuộm Aniline, được ngâm tẩm với các loại dầu tự nhiên hoặc sáp thay vì được phủ một lớp sơn hoặc bột màu. Khi chúng ta đưa tay xuống mặt dưới da và kéo lên, thì sẽ thấy những vệt màu sáng hơn một xíu. Vết chảy xước bề mặt da rõ rệt hơn nhưng có thể được loại bỏ bằng cách cà sát tay chúng ta vào da thì nó sẽ trở lại bình thường. Do đó da rất bền và chịu được ma sát khá tốt. Loại da này có bề mặt thường không bóng, mờ lì, bụi bặm. Thì đối với loại da full lớp này á, chúng ta có một cái sản phẩm chuyên dùng cho nó đó là oil leather. Đối với sản phẩm này á, thì nó vẫn cung cấp dưỡng chất cho da nhưng nó không tạo bóng trên bề mặt như quy trình spa dày thông thường ở đây á oil leather có dạng có màu và không màu tùy theo tình trạng dày và sở thích của người dùng thì mọi người muốn biết rõ hơn chi tiết á thì pm vào page android store thì sẽ được tư vấn kỹ hơn ha ngoài ra còn có một loại đặc biệt hơn tất cả đó chính là da chrome cell chrome cell được coi là loại da pull up được thuộc bởi công thức riêng đặc biệt kết hợp cả hai phương pháp thuộc Chrome và Vet Tan của Win bằng cách nấu nóng với các loại dầu, sáp, mỡ qua 89 quy trình riêng biệt. Nhiều trong số đó được làm hoàn toàn bằng tay và phải mất 28 ngày làm việc để hoàn thành. Da này thì chúng ta cũng dưỡng tương tự như là da da Polyp. Tiếp theo là da Vet Tan. Có rất nhiều cách thuộc da, nhưng Vet Tan là cách thuộc da tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường nhất có từ thời xa xưa và là các thuộc gia thủ công từ axit tự nhiên được tìm thấy trong một số loài cây bằng cách sử dụng vỏ cây nhánh cây lá cây và thậm chí còn sử dụng trái cây tươi trong một số kỹ thuật cụ thể trước khi được xử lý bề mặt thành những màu sắc khác nhau theo ý của các nhà thiết kế thì da nhìn rất là tự nhiên có màu beige sáng có hương gỗ và đất nhẹ nhàng do da vét than không được xử lý nhiều do đó cái độ thấm hút của nó rất là ghê vì vậy Saphir mới sản xuất ra một loại lotion Napa chuyên dành cho những cái da tinh tế, nhạy cảm, mềm mịn. Thì trong tất cả các loại lotion Saphir mà anh có thì Napa là loại lotion gây đỡ sậm da nhất có thể. Tiếp theo là da Corrected Rain. Nghe cái tên tiếng Anh á, thì chúng ta thấy xa lạ đúng không? Nhưng mà thật ra thì mọi người gặp rất là nhiều á. Và đây là một cái phần quan trọng nhất mà mọi người phải chú ý về da Corrected Rain nè. Da Corrected Ren là một loại da đã được xử lý bề mặt sau đó được xử lý lại bằng nhiều kỹ thuật khác nhau để tạo ra lớp bề mặt mới với nhiều họa tiết như da AB, Epsom, vân Togo, Safiano hoặc thậm chí là cả da Pepper Ren loại da này á, cũng gây ra khá nhiều tranh cãi á, tại vì để phân biệt nó là da tốt hay không tốt thì phụ thuộc vào các yếu tố sau nếu nó là da Full Ren được xử lý bề mặt tự nhiên cho ra vân như là da Togo hay là dập vân lên như da ép Epsom thì chắc chắn giá thành sẽ rất là cao và độ bền bị tốt và không biết là mọi người có biết hay không chứ da Togo và da Epsom là hai loại da được dùng phổ biến nhất trong các sản phẩm của Hermes như là Birkin hay là Kelly thì để tìm hiểu được tại sao các loại da này nó lại chất lượng mà được tin dùng như thế thì Andrew sẽ để link ở dưới phần miêu tả mọi người nếu quan tâm thì xem lại ha Ngược lại, cũng có da corrected Grand được làm từ da vụn, da lộn được xử lý lại và tạo lớp bề mặt giả, rồi đen bây giờ vân thì giá thành chắc chắn sẽ rẻ hơn và độ bền thì đương nhiên sẽ rất là kém. Để mọi người đỡ hiểu lầm á, thì các loại da từ nãy giờ mà anh đồ chia sẻ đó chỉ là da trơn thôi nha. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi đến một loại da có cái đặc tính trái ngược hoàn toàn, đó chính là da lộn. Da lộn hay còn được mọi người gọi với cái tên tiếng Anh đó là suede. Sử dụng mặt dưới được cắt ra sau lớp da trơn Nhưng được xử lý để có những cấu trúc da bằng phẳng đồng đều Theo phong cách tự nhiên bùi bậm Vừa đủ nhẹ nhàng và mềm mại Thẩm mỹ nhất có thể Da lộn là phần da được xẻ ra phía dưới Nên cấu trúc da sẽ không bền chặt bằng phần da trơn ở phía trên Thì tổng hợp lại cho mọi người dễ hiểu nè Thì đây là da trơn Đây là da lộn Thì mọi người sẽ thấy tính chất nó khác nhau không? Đó nhưng mà về mặt lý thuyết á, thì anh rùa hồi nãy mới nói á, là da lộn nó sẽ không bền chặt vào da trơn nhưng như một người cũng hiểu là bất kỳ sản phẩm nào trên thị trường nó cũng có hàng loại một loại hai và loại ba thì da lộn cũng vậy nếu mà da lộn thuộc hàng loại một có nghĩa là cao cấp và chất lượng nhất thì cái chất lượng da nó rất là mềm mịn và rất là bền hơn những cái loại dởm khác loại ba loại bốn những cái loại mà càng dởm á, thì bề mặt da lộn nó sẽ càng tơi càng rụng và màu sắc nó sẽ không có được bền theo thời gian. Còn mà những cái hãng da lộn á, mà cho ra chất lượng top quality mà chất lượng cao nhất á thì mình càng xài một thời gian, màu nó vẫn bền bỉ và cái bề mặt da lộn nó vẫn mềm mịn như thế này. Và tiếp theo á là da nubuck. Đây cũng là một loại da khá là thú vị đấy. Da nubuck được tạo thành từ full grain leather đã được xử lý bề mặt bằng cách chà nhám nhẹ bề mặt ren ở trên vì thế nếu chúng ta nhìn kỹ da dày nubuck sẽ có những cái sợi protein nhỏ ngắn mịn trông giống như là da nhung da nubuck có tính chất giống như da lộn nhưng bền hơn do được làm từ da full leather thì cái này cũng chỉ là lý thuyết thôi giống như hồi nãy anh ruột cũng có nói đó cũng có loại một loại hai và loại ba cho nên là nếu mà da nubuck mà thuộc loại 3, loại bốn thì sẽ không thể nào mà chất lượng hơn da lộn mà loại một được. thì cái chăm sóc da nubuck cũng giống như da lộn. đa phần á mọi người hay làm tưởng là da lộn hay là da nubuck được làm từ da bò vì sự dày dặn của nó. nhưng trên thực tế những loại da khác như là da cá sấu, đà điểu, da trăng vẫn có thể làm được thành da lộn, da nubuck. và cuối cùng là da rough out. nói một cách đơn giản thì rough out leather là full grain leather bề mặt da trơn ở phía trên nhưng phía dưới bề mặt da thô được đưa ra bên ngoài, còn bề mặt mềm mịn phía trên lại được lật ngược vào bên trong. Do được làm từ full drain nên da rubbed out có tính chất bền bỉ hơn so với da lộn, nhưng cách chăm sóc là giống da lộn vì phần da sần phía trong được đưa ra ngoài. Một vài thuật ngữ khác mà nhiều người hay dùng như là inside out leather, flash leather thì cũng là da rubbed out. Một số đôi giày rubbed out được bôi một lớp wax mỏng trên bề mặt tạo nên cái nhìn mùi bẩm hơn, đa phần là trên giày boots đồng thời cũng chấm nước nhẹ cho da. Và chúng ta đã đi hết phần 2 của video mang chủ đề phân biệt các loại da phổ biến cho giày tây nam. Đây là một chút kiến thức ít ỏi mà anh đồ muốn chia sẻ đến cho mọi người. Hy vọng là nó hữu ích. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.